Xin chào anh em, hôm nay tôi làm một tour để mà giới thiệu với anh em tất tần tật về xe điện VinFast VF34. Và chương trình khám phá này là chương trình khám phá trên giấy tại vì bây giờ trên thực tế nó chưa có. Thì cũng giống như hồi xưa tôi mua xe VinFast Lux SA, tôi có một cái bài đăng lên là mua xe kiểu mới, mua bằng bằng mấy cái brochure, mấy cái tờ giấy giới thiệu, mấy cái catalog. Đó, và cũng không có một thông tin gì hết, không có thông tin gì nhiều, nó chính xác là như thế. Thế hôm nay là một tour đưa anh em vào một tour trên giấy nhá, nhưng mà khá đầy đủ đấy. Những gì chúng ta đang biết về xe điện VinFast đó. Thì tôi đang ở trong cái trang trang chủ của VinFast đây. Thì đầu tiên đấy là luôn họ khoe luôn cái VF là xe sắp ra. Thì có những cái thông tin rất là chú ý, đấy là giá tiền cực kỳ rẻ, có 590 triệu. Làm sao mà để dừng cái này nhỉ? Dừng nó lại ở VinFast nhỉ, tại vì nó nhảy sang xe điện, nhảy sang xe khác, là 590 triệu, tức là khoảng độ 600 triệu đấy. Rồi là các chính sách cực kỳ ưu đãi khác nữa. Ok đấy, thì bây giờ chúng ta thử mò một vòng xem nhá, rồi vào trong đấy chi tiết để mổ xẻ nhá. Thì sau video này tôi sẽ làm một cái video khác, nó sẽ có chi tiết so sánh hơn với cả các xe trên thế giới khác, và đặc biệt là Tesla nào là khát phục chinh phục thế giới, rồi các tin thế giới đây là đấy. Và trong này thì có 4 cái xe mà đã ra mắt thành công rồi, thì có President, Lux, rồi là Fadil, rồi xe máy nữa đó, nhưng mà chi tiết của xe điện thì chưa có. Ok thì bây giờ mình bấm vào đây, thì tôi đã mở ra đây rồi. Thì đây chi tiết của cái trang mà giới thiệu về xe điện đây. Thì có mấy thông tin hấp dẫn như thế này, là giá tiền là một, thứ hai là xe được bảo hành 10 năm. Thực ra tôi nghĩ đây là bảo hành pin chứ nhỉ. Đặt cọc thì có 10 triệu thôi. Rồi các con số 10 tròn trị. Đặt cọc ngay. Rồi xuống đây là các cái giới thiệu về xe này. Giới thiệu về xe này. Thì có mấy tính năng nổi bật mà họ giới thiệu luôn ở đây, đấy là điều khiển bằng giọng nói này, xe có khả năng điều khiển nhận diện bằng giọng nói. Tôi cũng hơi sợ cái điều khiển bằng giọng nói này của VinFast ấy, tại vì là cái này thì là chắc là mấy nhà phát hành của Việt Nam tự làm, các chuyên gia phần mềm của Việt Nam tự làm. Tại vì là các xe trên thế giới thì đa phần họ dùng Apple với cả Apple Car với cả Android Car, nhưng tôi không hiểu sao VinFast lại tự phát triển những cái này làm cái gì. Gần như tất cả các xe trên thế giới thì họ đều dùng Apple Car và Android Car. Apple thì tôi nghĩ là có thể là làm được nhanh, nhưng mà tôi xin lỗi, cái gì nhỉ, Android Car hay là Google cái gì nhỉ, từ đấy cái gì tôi quên rồi. Thì đại loại là cái ứng dụng của ông Google ấy thì chắc là được nhanh, nhưng mà ông Apple Car thì tôi nghĩ còn lâu, tại vì Apple Car nó yêu cầu phức tạp lắm. Thực ra thì cái Apple Car nó rất là tiện, thì nó gần như là nó nối kết nối song song giữa cái điện thoại của mình với cả cái màn hình ở trên xe rồi, nhưng mà tất cả người đấy đều phải trả phí rất là cao, cho nên các hãng xe đều phải trả tiền rất là nhiều. Thì tôi nghĩ VinFast họ cũng muốn đấy, nhưng mà chắc là chưa được. Với hai nữa là Apple sẽ yêu cầu về các cái phần cứng rồi các thứ của nó kinh lắm, cho nên tôi nghĩ cái Apple Car đối với cả VinFast, kể cả Lux SA rồi các thứ có từ 2 năm rồi nhưng mà vẫn chưa thực hiện được, thì tôi nghĩ là xe điện này cũng còn sơi sơi. Tại vì là cái đấy là mất tiền. Thì nếu mà có được cái đấy thì sẽ dùng Google Maps các thứ rất là thuận tiện. Rồi cái thứ hai đấy là tự học và ghi nhớ đề xuất, thì tôi nghĩ cái này là gọi là chắc là cụ chém gió đấy thôi, chứ còn trí tuệ nhân tạo các thứ này. Rồi thứ ba đấy là ứng dụng quản lý xe thông minh, hướng dẫn chỉ tới nơi sạc rồi các thứ. Cái này ở trên Lux SA cũng có rồi, và nó rất là tệ, siêu tệ luôn. Siêu tệ luôn nhá. Cái này, cái bản đồ của Lux SA tôi dùng rồi, không dùng được đâu. Tại vì khi mà ai đã dùng Google Maps rồi thì dùng cái ứng dụng chỉ đường của ông VinFast này thì thôi toi luôn. Và đây là hình ảnh nội thất. Điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt thích nghi theo vùng miền. Ok, rồi.
Đến thức thứ hai, thân thiện với môi trường, không khí thải, giảm thiểu ô nhiễm. Ok, cái này mà là một trong cái yếu tố mà ở nước ngoài họ rất chuộng đấy, như ở Việt Nam thì chắc là còn còn xa xa, đúng không? Thứ ba đấy là hiệu quả chi phí. Đúng rồi, hiệu quả chi phí thuê bao xe, thuê bao cái pin và sạc hàng tháng, tương đương với giá xe xe xăng. Ồ, câu này không hấp dẫn lắm nhỉ. Như vậy là VinFast họ đã tính toán và họ đảm bảo rằng là cái chi phí dùng gọi là dùng gì đây, dùng pin, dùng pin và cái sạc đấy thì sẽ tương đương với cả cái chi phí dùng xăng đấy. Thì ngoài ra thì họ tiết kiệm được cái gì? Tiết kiệm được cái chi phí bảo dưỡng rẻ hơn so với cả xe xăng, giảm khoảng độ 25 đến 30% xe xăng. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng là ở đây họ đưa ra một cái gì nó vừa báo nhỉ. Tôi hôm nay tôi dùng công nghệ mới ghi hình bằng cái ấy, ghi hình bằng cái phần mềm. Chi phí ở đây có hiệu quả chi phí này. Hiệu quả chi phí nha, nói lại tiếp về hiệu quả chi phí này, tức là cái tiết kiệm xe điện có tiết kiệm hay không. Cái này trả lời cho câu hỏi là xe điện của VinFast có tiết kiệm hay không. Thì ở đây VinFast họ dùng cái, như tôi nói là dùng cái so sánh là xăng này, cái chiêu gọi là thuê cho thuê pin và thuê sạc đấy. Thuê sạc tức là thực ra sử dụng các cái trạm sạc của ông ấy đấy, là tương đương với xăng. Như vậy là không không tiết kiệm được xăng đâu anh em nhé. Họ đã tính toán rồi và bảo rằng là tương đương. Thế thì tôi hôm trước tôi tính qua thì tôi hình như là có giảm được so với tiền xăng đấy, có tiết kiệm được so với tiền xăng đấy. Và ở đây thì nhưng mà ở trên trang web này thì họ chỉ nói rằng là tương đương với xăng thôi. Thế còn cái thứ hai đấy là chi phí bảo dưỡng thì sẽ rẻ hơn. Đây, chi phí bảo dưỡng sẽ rẻ hơn này, cái chỗ tôi tô tô màu đây này. Đấy, chi phí bảo dưỡng rẻ hơn 20 đến 30%. Tôi nếu mà đi ô tô Toyota thì chắc là một năm tôi mất khoảng độ 500 nghìn hay là hay 1 triệu gì đấy. Sao nó cứ ra cái này nhỉ? Một năm hay 1 triệu gì đấy là cái tiền đấy, thì cái này bảo tiết kiệm được chả đáng bao nhiêu. Như vậy là nếu như giả sử so Toyota với cả chi phí của xe điện này thì không không tiết kiệm được bao nhiêu, không tiết kiệm được bao nhiêu anh ạ, không tiết kiệm được bao nhiêu. Đấy là do công bố của VinFast đấy nhá, đấy hiệu quả chi phí này này. Còn nếu như mà tôi tính hôm qua, hôm trước tôi có cái video tôi tính sơ bộ thì thấy có vẻ cũng cũng tiết kiệm được một chút tiền xăng rồi. Thôi cái đấy thì anh em tìm hiểu sâu thêm nhé, hoặc là tôi sẽ có một bài phân tích sâu hơn. Cái thứ ba đấy là tiện lợi. Nói rằng là tiện lợi ở đây là dễ sạc tại nhà hay là cái hệ thống chạm sạc trên toàn rộng khắp của VinFast, và sạc thời gian sạc trong vòng khoảng độ 15 phút trong vòng chạy để đi được 180 km. Như vậy là để mà đi được đầy thì chắc là mất khoảng 30 phút, thì nó cũng tương đương với cả các xe khác trên thế giới. Đấy, 30 phút hiện nay. Thế thì nó cũng là ấn tượng đấy. Nhưng mà các bạn nếu như mà nói rằng là tiện lợi ở cái chỗ sạc này á, thì là tôi nghĩ là chỗ này là không đúng đâu. Tại vì là thực tế mình đổ xăng sẽ quái gì này. Thực tế thì đổ xăng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cái chuyện mà mất 50 phút để mà sạc và đi được 180 km này, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là trạm sạc của hiện nay thì không thể như nào mà nhiều bằng trạm xăng được. Cho nên là tôi nghĩ là với xe VinFast thì chắc là đi trong phố thì là trong giai đoạn đầu thì trong phố thì có thể ok. Còn đi đến các tỉnh các tiếng thì tôi không biết được là mức độ xe lắp đến đâu rồi. Nhưng mà nói rằng là rộng khắp mà được tiện lợi hơn ông ấy thì chắc là không không có. Ôi trời, xem lại hiện lên cái mắt này rồi. Đây một vài thông số khác này, nào là công suất tối đa, rồi mô men xoắn cực đại, rồi kích thước lốp, kích lốp 18 inch là cũng dạng to đấy, to. Đây hệ thống chạm sạc quy hoạch đến năm 2021. Ấy chà chà, 40.000 cổng sạc, kinh khủng đấy. Thực ra các bạn phải để ý nhé, 40.000 cổng sạc này nó khác so với cả là 40.000 điểm sạc nhé. Ví dụ như là chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cái điểm sạc hơn. Ví dụ như là ở
ở các tỉnh có chưa, rồi là ở Hà Nội thì có bao nhiêu trạm sạc, cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ còn số lượng này thì 40.000 này thì cổng sạc này thì chưa nói lên, nhưng mà 40.000 này thì là ấn tượng đấy, thực sự ấn tượng, ấn tượng. Có hai loại sạc, nhưng một loại sạc ở nhà và một loại sạc ở công cộng. Thì trạm sạc công cộng này sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trạm sạc ở nhà. Trạm sạc ở nhà nếu mà muốn sạc nhanh thì cũng phải đắt tiền lên và công suất nó lớn hơn, vì thì cũng không cơ động được. Còn nếu như mà trạm sạc mà công suất nhỏ thì thời gian lâu hơn, nó giống như kiểu là phải mất khoảng độ 4 đến 8 tiếng nếu mà chỉ với cái trạm, cái sạc công suất nhỏ. Thế còn sạc nhanh thì nó lại to và cồng kềnh, rồi là điện lại tốn nhiều hơn. Không phải tốn nhiều hơn mà là mình đấu được các thứ, mình không cơ động được. Ví dụ như mình đi về quê chẳng hạn, mình mang sạc đi thì mình phải làm, phải thiết kế cái bộ cái cầu đấu nó phức tạp hơn. Đấy là những bộ to, còn bộ nhỏ thì lại cơ động hơn, mình cắm được vào nhưng mà thời gian lại lâu hơn. Đó thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Đây, và đây là những hình ảnh. Ok, làm cái video này cho anh em mình xem này. Wow, nghe như kiểu là lên nhận thưởng vậy nhỉ. Tôi với cái hình dáng này thì tôi cũng không thích lắm cái ấy đâu, cái hình dáng tôi nhìn nó cũng không. Đây, nhìn cái sau đuôi thì được nhưng nhìn cái đầu thì hơi xấu anh em nhỉ. Anh em có thấy thế không? Đầu thì tôi thấy nó hơi hơi chui chui xuống nhà. Tại vì mình không có cái so sánh với cả các cái xe khác, nếu mà kích thước thực tế so với so cái xe khác thì nó để mình biết được là trông nó hầm hố đến mức nào. Nhưng mà hôm trước đọc qua thì thấy bảo rằng là nó sẽ như kiểu sang ông xe tương đương với cả ông CRV thì cũng to đấy. Đây, thông số kỹ thuật đây, 5 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao, dài 4,3 m. Dài 4,3 m, rộng 1,7 m. Ủa, sao dài? Tôi không nhớ là cái con sao dài dài thế nhỉ? 4,3 m cơ à? Ủa. Cái xe xe của tôi là xe lắc SA là bao nhiêu nhỉ? Để xem. Kích thước xe lắc SA. Thước xe lắc VinFast lắc EDA này. Và cái EDA là to khủng bố rồi. Ôi ôi, chúng tôi sẽ điện cái cũng to đấy anh em ạ. Lắc EDA này là 4,9 m này. Thế còn ông xe điện này là 4,3 m, to to đấy. Xe này to tương đương với cả ấy thật. Rồi, động cơ này các thứ này. Thì thực ra mấy cái này xoắn. Thật ra nói về động cơ này nhá thì là cái, tức là nó nói lên cái tốc độ, cái khả năng tăng tốc của xe đấy. Thì thực ra xe điện là cái động cơ điện ấy, thì khả năng tăng tốc của nó khác nhiều so với cả xe 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 động cơ chạy xăng lắm, nó ăn đứt luôn, cho nên là không phải quan tâm đến cái khả năng tăng tốc của bọn này tăng kinh khủng luôn. À, còn pin đây sử dụng loại pin lithium. Quãng đường chạy một lần sạc là 300 km, di chuyển được 180 km chỉ sau 15 phút sạc với cổng sạc nhanh của VinFast. Đấy nhá, lưu ý nhá, đây là 15 phút với cổng sạc nhanh của VinFast, chưa phải sạc đầy nhá. Sạc đầy chắc là từ 0 đến 300 km thì nó sẽ phải mất 30 phút. Ok, còn đây là khám phá nội thất và ngoại thất. Nếu mà bấm vào đây thì nó chả ra cái gì đâu. Đây này, tôi bấm vào một cái nó chỉ ra mỗi một cái ảnh thôi. Đây, à đây, ảnh đây. Ok, ảnh thứ hai. Đưa anh em khám phá nhá. Ảnh thứ ba, ơi cái ảnh này tôi thấy cái góc này là được nhất này. Đấy nhá, cái xe này nó to phết đấy, nó to tương đương với CRV ấy. Đây, góc này. Thật ra thì tôi thấy đúng cái đầu này nó hơi chúi giống một tí. Này, nhìn nó trông được, nó chắc nó sẽ lợi về về gió nhưng mà. Ok đấy, bộ được bốn cái hình ảnh này thôi. Thật ra chưa ấn tượng lắm nhỉ với cái cách thể hiện một cái trang web của một cái xe như thế này. Đây. Đây là nội thất này, khám phá phần nội thất này. Ok. Đấy, nội thất thì có màu, thêm màu.
Trông cũng đẹp đấy. Thật ra thì nội thất thì nhìn trông cũng 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 được. Tôi nhìn cái nội thất của ông Tesla nó đơn giản lắm, nhìn nhìn chán thật, nhìn nó trông như kiểu xe thời nguyên thủy đấy, xe VinFast nhìn nội thất trông nhìn nó hầm hố hơn. Mình thích thích nút 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 cái thứ ấn ấn, hoặc là trông xanh xanh đỏ đỏ nhìn đẹp đấy. Nội thất của VinFast nhìn được, nội thất này được, nội thất nhìn đẹp phết. Cái xe Tesla ngồi vào nhìn đơn giản lắm, nhưng mà được cái ghế kiếp thì sướng. Chính sách đặc biệt này, rồi một số chính sách thì chắc là các bạn đọc nhiều rồi đấy. Đặt cọc ngay, kêu gọi đặt cọc đấy, số điện thoại thì thế xong thôi. Lần trước tôi nhiều nhiều màu để lựa chọn đấy, nhiều màu ở bên này. Nếu mà đặt theo màu thứ nhất là chỉ có màu trắng là giá ấy thôi, giá bây giờ, chứ còn các cái màu khác đều phải trả thêm tiền hết. Đó. Đều phải trả thêm tiền hết. Đặt cọc có 10 triệu thôi. Có thể nói rằng là tổng thể mà nói thì sau một tour khám phá thì tôi thấy rằng là cũng khá là ấn tượng với cả cái các cái thông tin mà VinFast đưa ra. Nhưng mà như thường lệ, như 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 những đợt bán hàng trước thì thông tin mà để mà đặt cọc trước thì bao giờ nó cũng rất là ít, và họ sẽ còn những cái hấp dẫn hơn nữa để đưa ra trong một cái lộ trình sắp tới. Nhưng mà đợt này tôi thấy rằng là cái xe điện này ra thì tôi cảm giác như là không hiểu sao, nhưng mà nếu như mà có một cái xe mô hình hoặc gì đấy giống như 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 lắc SA thì người nhìn có cái cảm giác nó sẽ để đánh giá cái feeling đầu tiên nó sẽ, tôi nghĩ sẽ tốt hơn đấy. Làm một cái mô hình thì thấy được cái mức độ hầm hố của nó. Tôi cũng hơi ngạc nhiên rằng là cái tôi thấy rằng là cái này nhìn nó vẫn chưa, với cá nhân tôi nhé, thì tôi thấy nó vẫn chưa ấn tượng lắm về cái ngoại thất của nó đâu, về cái thiết kế của nó đâu. Tại vì là cái VinFast ấy, cái chính sách, cái chiến lược của họ ấy, thì thường là tôi thấy là họ sẽ ra ra xe ở giai đoạn đầu là những cái xe phân khúc tương đối khoảng độ là trung bình khá hoặc là cao cấp để mà định 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 vị thương hiệu, đúng không? Định vị thương hiệu thì sau đó rồi có thể sẽ ra các dòng xe khác cạnh tranh hơn. Thì nhưng mà lần này thì tôi thấy xe điện của VinFast ra một phát là ra cái dòng xe với cái giá nó rất là cạnh tranh luôn, thì tôi chắc là chơi khô máu với các hãng khác luôn đấy, là đang thế. Nên là thật sự là sẽ là rất là đáng gờm, và tôi nghĩ cực kỳ nhiều người quan tâm đến cái xe điện này đấy. Và một trong những cái yếu tố mà tôi nghĩ quan tâm nhất đấy là cái vấn đề tiết kiệm. Thế thì vấn đề tiết kiệm, nhưng mà VinFast chỉ có nói rằng là hiệu quả về chi phí thì chỉ nói rằng hiệu quả về 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 bảo dưỡng thôi, chứ còn về xăng thì họ nói là tương đương với cả xe xăng, thì tôi cũng hơi hơi thấy nó có không 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 được thuyết phục lắm đấy. Chứ còn về các cái khác thì ok, nói chung nội thất cũng được. Nội thất, ngoại thất thì bình thường. Vẫn hầm hố hơn so với cả Tesla. Tesla nó được làm đơn giản lắm. Ok, thì hôm nay là một tour về nội ngoại thất của một tour về về tất tần tật những thông tin gì mình biết được về xe VinFast E34 nhá, khám phá. Để video sau tôi sẽ làm một cái clip để mà tìm hiểu sâu hơn về xe điện, các xe điện ở trên thế giới và đặc biệt là Tesla. Tôi sẽ tìm hiểu xem là nó có các cái công nghệ gì, rồi là các cái thông số của nó, đi sâu hơn về các cái thông số của nó. Vì tại vì tôi cũng như tôi nói là tôi cũng đã định mua xe ô tô ở bên này mà tôi đang ở bên Canada, tôi dự định mua. Thế cũng tìm hiểu, và cũng vừa tìm hiểu để mà vừa chia sẻ với mọi người luôn. Rồi, ok. Anh em nhớ subscribe để xem video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.